Hello, xin chào Kem. Xin chào Kem, quay lại buổi học ngày hôm nay của anh Sơn. Hôm nay thì anh và Kem sẽ cùng nhau học cái bài ôn tủ về từ đa nghĩa của mình nha Kem. Hôm nay thì mình có 20 câu thôi, 20 câu nhưng mà cũng rất là hay nha bạn, rất là tinh túy và sẽ mang lại cho Kem nhiều điều bất ngờ nha bạn. Câu 1, cái từ hình chấm này anh Sơn dạy nhiều trong các buổi học trước rồi đúng không? Mà từ hình chấm này nó thi thi rồi nhé các em, từ hình chấm này đã ra thi rồi nên anh Sơn nghĩ là không ra lại đâu ha. Như Sơn vẫn nhắc lại bài cho mình nhớ là từ hình chấm oneself. Cộng trạng từ tức là cư xử như thế nào đó đúng không mà? Vì cư xử như thế nào đó thì cái trạng từ này nè nó sẽ quyết định. Được chưa? Rồi, tiếp ở đây mình có một cái từ nữa là từ từ acquit nhé bạn, từ acquit. Acquit thì cũng là một từ đa nghĩa. À, cái nghĩa của từ acquit các em biết nghĩa là gì không? Bạn nào biết comment trên sân coi nào. Ừ đúng rồi, từ acquit có nghĩa là tha bổng hoặc là tuyên bố trắng án nhé bạn. Ở từ acquit là tuyên bố trắng án, acquit somebody of something nhé bạn, acquit somebody of something. Nhưng mà ngoài cái nghĩa mà người ta dùng trong cái cấu trúc là acquit somebody of something nữa các em, thì cái từ acquit này khi đi oneself sau đó các em dùng sân trạng từ, và trạng từ well chẳng hạn đúng không, hoặc là badly chẳng hạn đó, thì có nghĩa là perform hoặc là behave như thế nào đó đúng không ạ. Đó, acquit oneself well tức là cư xử tốt, được chưa. Rồi từ establish, establish đồng nghĩa với từ set up là xây dựng đúng không? Ai cũng biết cả. Rồi ngoài cái nghĩa đó thì từ establish nó còn được dùng trong văn cảnh nào? Ví dụ anh sẽ nói là I establish myself as a distinguished teacher đúng không? Tức là tôi á, thì định vị bản thân là một cái người giáo viên lỗi lạc. Ví dụ vậy thì cái từ establish đó có nghĩa là mình định vị, mình xây dựng cái hình tượng bản thân, được chưa? Rồi tiếp tục extended. Extended này có rất là nhiều văn cảnh, rất là nhiều nghĩa. Những cái nghĩa trước á, thì bữa trước anh Sơn đã dạy các em rồi đúng không ạ? Trong những buổi học trước dạy rồi. Có một cái nghĩa anh Sơn chưa dạy thì hôm nay Sơn dạy nha bạn, là extend something nè, extend somebody nè, hoặc là dùng oneself cũng được nha bạn. Có nghĩa là make user, make user all your knowledge hoặc là ability. Đó, tức là mình vận dụng hết, mình tận dụng hết cái kiến thức hoặc là cái khả năng của mình. Vậy là quyết tâm đáp ứng được những cái kỳ vọng. Cô ta thì đã vận dụng hết bản thân mình làm việc overtime để hoàn thành công việc này. Để coi nãy Sơn chọn là câu câu B đúng, được chưa? Rồi, câu số 2. Câu số 2 em có từ experience là gì? À, kinh nghiệm, trải nghiệm. Certificate là gì? Giấy chứng nhận, đúng không? Qualification là gì? À, bằng cấp nói chung. Nhớ bạn, qualification là bằng cấp nói chung. Reassurance là gì? À, reassurance có nghĩa là sự làm yên lòng, sự làm yên tâm, đúng không ạ? Rồi, cái từ qualification nhé các em, ngoài cái nghĩa là bằng cấp nói chung á, thì qualification nó còn một cái nghĩa khác, nó đồng nghĩa với từ proviso. Nhớ bạn, danh từ đồng nghĩa với từ proviso. Danh từ có nghĩa là điều khoản, quy định, điều kiện.
À, thường là trong có các bản hợp đồng khế ước, được chưa? Vậy là cái kế hoạch của ông ta khi mà xâm nhập vào thị trường châu Á đó thì nhận được cái sự ủng hộ hoàn toàn đến từ hội đồng mà không có bất kỳ những cái điều kiện nào kèm theo cả. Thì dịch như vậy chọn sẽ được câu C, được chưa? Rồi câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 với từ business là kinh doanh đúng không ạ? Employment. Employment là công việc, recruitment là tuyển dụng và profession thì cũng có nghĩa là công việc luôn, đúng không? Ngoài những cái nghĩa đó ra thì còn có nghĩa nào khác không anh Sơn ơi? Thì cái từ employment nó có nghĩa khác nha các em. Employment trong văn cảnh nghĩa là áp dụng, áp dụng thi hành nhớ bạn, nhớ bạn áp dụng thi hành, được chưa? Thì câu này các em dịch cho anh Sơn như sau: quyết định của chính phủ khi mà vẫn áp dụng thi hành capital punishment thì đã dấy lên một cái sự tranh cãi nảy lửa ở những cái chuyên gia về về luật pháp, đúng không ạ? Ở đây em có anh Sơn có từ là capital punishment là một cái collocation nhé bạn. Capital punishment tức là án tử, tử hình đó bạn. Được chưa? Thì con chọn câu C thôi, rất là dễ. Rồi câu số 4. Knowledge, kiến thức đúng không? Understanding, sự hiểu biết đúng không? Câu C với từ là aptitude. Aptitude có nghĩa là aptitude for nhé bạn. Có nghĩa là cái khả năng, cái năng khiếu bẩm sinh cho điều gì, và intelligence là sự thông minh, đúng chưa? Thì cái từ intelligence này ngoài nghĩa là sự thông minh thì intelligence nó còn có nghĩa khác, có nghĩa là gì bạn biết không? Ừ đúng rồi ha, tin tức tình báo. Nha bạn, vậy là những cái nhà nghiên cứu thực hiện một cái cuộc phỏng vấn trên diện rộng để thu hút những cái tin tức về những cái động lực văn hóa xã hội, hiểu chưa? Về những cái động lực văn hóa xã hội của cái cộng đồng bản địa, được không? Indigenous. Thì có một chọn sơn câu C. Tin tức tình báo với từ on ha, về điều gì? Rồi câu số 5. Appoint là gì? Appoint là bổ nhiệm. Nominate thì cũng là bổ nhiệm, đúng không ạ? Elect, elect có nghĩa là bầu, bầu bầu cử đó bạn. Elect bầu cử nhé. Và từ designate có nghĩa là chỉ định nhé bạn. Designate somebody as something. Đó. Thì chọn câu nào bây giờ? Đúng không? Nhìn qua thì các em cứ nghĩ là câu từ cùng trường nghĩa, nó không phải nhờ. Đây em có từ elect, elect ngoài 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 nghĩa là bầu cử ai vào một cái vị trí chức vụ nào đó nhé bạn. Thì từ elect này nó có nghĩa là elect to do something, thì nó chính là choose to do something, lựa chọn làm điều gì. Vậy trong suốt cái quá trình học đại học á thì một vài học sinh lựa chọn cái việc là học ở nước ngoài để trải nghiệm những cái nền văn hóa khác nhau và mở rộng cái gì, cái góc nhìn quốc tế, góc nhìn toàn cầu của họ, đúng không ạ? Thì câu mà chọn C là câu C, cái quan điểm toàn cầu của họ. Rồi câu số 16. 16 thì câu này mình có từ adopt. Adopt anh Sơn dạy rất là nhiều lần đó bạn. Adopt somebody as something, nhận ai đó làm con nuôi, đúng không ạ? Adopt somebody as something, nhận ai đó làm con nuôi. Rồi ngoài nghĩa là nhận làm con nuôi nhé bạn, thì adopt nó nghĩa là mình thông qua chấp thuận một cái phương pháp hoặc một cái đề xuất nào đó. Anh Sơn lấy ví dụ mình nói từ adopt an approach, đúng không ạ? An approach, chấp thuận một cái phương pháp, đúng không ạ? Hoặc là method nè đó, hoặc là strategy, chiến lược, đúng không? Plan, kế hoạch, đúng chưa?
đó ha, chấp thuận, hoặc là chấp thuận một cái gì, một cái policy, chính sách, đúng chưa? Resolution, vân vân. Adopt trong văn cảnh này có nghĩa là thông qua, chấp thuận. Các bạn accept nó mới đúng. Accept ha, chấp thuận ha. Đó, thông qua chấp thuận. Và đây là những collocation của nó nhé bạn. Đi thi thường ra những collocation này. Rồi, ngoài nghĩa là thông qua chấp thuận á, thì cái từ adopt này nó còn có nghĩa khác khi nói về way of behaving, tức là cái cách cư xử nha bạn. Khi nói về cách cư xử thì adopt này nó có nghĩa là mình use a particular manner, way of speaking. Hay là expression, tức là gì các em, tức là mình thể hiện một cái phong cách biểu cảm cư xử như thế nào đó, kiểu kiểu như vậy. Use là sử dụng các bạn ha. Thì em nhìn nè, ông ta đã sử dụng một cách thông giọng đầy tự tin và đầy uy quyền, đúng không ạ, để có thể truyền đạt được những cái phát hiện trong cái nghiên cứu của ông ta, thì câu này sẽ trả lời câu B đúng. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Câu hỏi số 7 nè. Câu hỏi số 7 thì em có từ device là phát minh đúng không? Phát minh nghĩ ra các bạn. Observe là quan sát đúng không? Ngoài nghĩa là quan sát là có nghĩa là tuân theo một cái đạo luật nào đó. Establish là gì? Thành lập đúng không? Afford là chi trả. Chi trả tức là gì? Tức là mình có đủ tiền để mình mua một cái sản phẩm nào đó thì mình dùng từ afford. Được chưa? Có đủ tiền để mình mua một cái sản phẩm nào đó thì chính là từ afford. Vậy là ngoài cái nghĩa đó nha bạn, ngoài cái nghĩa đó ra thì từ afford nó còn có nghĩa khác, nó đồng nghĩa với từ provide, cung cấp. Afford somebody something chính là provide somebody with something, cung cấp cho ai cái điều gì. Về cái chương trình này á, thì nó afford student a chance, tức là nó cung cấp, nó mang lại cho học sinh một cái cơ hội để trình bày cái quan điểm của họ và nhận được những cái lời đánh giá đến từ những chuyên gia. Thì câu hỏi chọn sang câu A. Tương tự như vậy, câu 8 cũng là afford luôn nhớ bạn. Tại sao cho nên mình không chọn từ accommodate? Bởi vì accommodate là danh từ accommodation là gì? Nơi ăn chốn ở. Đúng không? Danh từ accommodation là nơi ăn chốn ở. Vì accommodate có nghĩa là cung cấp cái nơi ở cho ai đó. Nhớ bạn, accommodate là cung cấp cái nơi ở cho ai đó. Được chưa? Mà ví dụ anh sẽ nói là gì? Anh sẽ nói là this hotel can accommodate up to 50 people. Đúng không? Tức là cái khách sạn này thì có thể cung cấp ở cái chỗ ở cho 50 people. Đó, được chưa? Cho 50 người. Thì cái bản thân cái từ accommodate này các bạn, đó là cung cấp cái nơi, cái chỗ ở, cái phòng ở rồi, đúng không ạ? Cho nên mình có từ shelter bạn. Shelter đó là cái nơi ẩn náu. Nha bạn, shelter là cái nơi ẩn náu. Được chưa? Cái nơi ở đó bạn, trong văn cảnh là cái nơi ở thì mình không cần phải dùng cái này nữa. Đúng không? Bởi vì cái này nơi ở rồi, cái này cung cấp nơi ở thì nó không có hợp lý về nghĩa. Ở đây em dùng sơ từ afford. Afford chính là provide là hợp lý nhất. Nhớ các bạn, afford shelter tức là mang lại cái nơi ở cho những cái người không có nhà ở. Được chưa? Rồi câu C. Thì hai cái kiểu câu mà thì nó cùng một cái nét nghĩa thôi đúng không ạ? Một cái câu thì anh Sơn cho cái văn cảnh là agent, một cái câu anh Sơn cho văn cảnh là shelter. Để đi thi á, lỡ như anh Sơn sợ là ví dụ anh Sơn cho các em cái câu số 7 này thì anh Sơn dạy các em từ afford là provide, là cung cấp, thì em biết nghĩa rồi. Nhưng đi thi bộ lại ra một cái câu khác, cái văn cảnh khác là các em lại không biết chọn, các em lại phân vân. Nên anh Sơn để đây hai câu mà để cho các em hai cái văn cảnh thường thi. Được không? Rồi câu 19, rồi câu 9 đó bạn. Câu 9 em có từ mấy từ này đều là khởi xướng hết đó bạn.
khởi xướng, kích hoạt hết nha bạn. Trigger là bóp còi, bóp còi có nghĩa là mình khơi dậy các bạn. Đó. Ở đây dùng sự initiate nha, initiate là gì? À, bạn nào không biết từ initiate không? Initiate có nghĩa là a à, đúng rồi, khởi xướng, đề xướng, đúng không? Khởi xướng, đề xướng thôi. Nhưng mà ngoài cái nghĩa đó nha các bạn, initiate somebody into something, thấy chưa, từ into không? Initiate somebody into something tức là dạy cho ai đó về một cái lĩnh vực gì đó nha. Đó thì tùy cái từ điển mà người ta định nghĩa, thì nếu mà em tra cái từ initiate này trên từ điển Cambridge thì nó có nghĩa là dạy, teach, đúng không? Hướng dẫn, dạy cho ai đó về một cái lĩnh vực kiến thức nào đó, thì có thể dịch là khai tâm, đúng không? Khai tâm, khai tâm. Còn nếu như mà em tra từ điển Cambridge á, thì em biết nó định nghĩa chắc là explain something to somebody, giải thích cái điều gì cho ai đó, hoặc nhớ bạn, hoặc là make somebody experience something for the first time. À, tức là làm cho ai đó, khiến cho ai đó trải qua cái điều gì, à, lần đầu tiên trải qua cái điều gì. Thì câu này là cái nghĩa này nè bạn, cái nghĩa số 2 nè, tức là ở cái lứa tuổi mà impressionable, tức là dễ bị ảnh hưởng nhé bạn. Impressionable là dễ bị ảnh hưởng, tức là gì, tức là dễ bị bạn bè xấu lôi kéo đó bạn, dễ bị ảnh hưởng. Impressionable age thì ở cái độ tuổi mà dễ bị ảnh hưởng thì nhiều người trẻ họ sao bạn, à họ được dạy, đúng không, họ được dạy, họ make into use, tức là họ được dạy cái việc là sử dụng những cái chất kích thích, đúng không ạ, dẫn đến những cái hậu quả lâu dài. À, thì câu ngoài chọn là câu A đúng, hiểu chưa? Rồi ở câu số 10, câu số 10 này em sao nhớ, em sao dạy rồi nó không biết là các em nhớ bài không, mà từ expansive, expansive là mở rộng, đúng không? Nhưng mà ngoài cái nghĩa đó thì expansive có nghĩa là friendly nha. Cái từ expansive và nó có nghĩa là friendly. And willing to talk about. Đó, thân thiện và sẵn lòng nói chuyện thì có nghĩa là dễ, bạn là một cái người rất là cởi mở, dễ trò chuyện, đúng, cởi mở, trang hòa. Đó. Vậy ông giáo sư này trong một cái mood, tức là trong một cái cảm xúc rất là cởi mở, trong một cái thái độ rất là cởi mở, thì ông ta sao, ông ta chia sẻ những cái ý tưởng đầy sâu sắc, đúng không? À, thì câu là câu của ai đúng, nhớ nha. Rồi câu số 11, qualification đã học rồi chắc chắn không phải đáp án này, đúng không mấy đứa? Ở đây em sẽ dùng sơn từ application thôi các bạn. Application, application là gì? Ứng tuyển, đúng không? Application for, ứng tuyển cho một cái vị trí công việc nào đó, đúng không? Apply đó các bạn, động từ apply đó, đúng chưa? Nhưng mà ngoài nghĩa là ứng tuyển thì trong cái văn cảnh này application có nghĩa là great effort, những cái nỗ lực rất là lớn, great effort. Vậy là cái sự thành công trong cái kết quả học tập của học sinh đó thì chính là cái kết quả của cái gì các em, của những cái nỗ lực không ngừng nghỉ để việc học, đến đối với cái việc học và tìm kiếm kiến thức, truy lùng kiến thức. Đó, thì câu này là câu C, application có nghĩa là great effort. Rồi câu 20, link to, custom to, merit to, relate to, đúng không ạ? Những cái nghĩa này các em biết hết rồi. Custom to là cái gì? Quen thuộc, đúng không? Quen thuộc. Merit to something là gì? Kết hôn với ai đó. Related to là gì? Liên quan đến, đúng không ạ? Bạn nào biết nghĩa không?
Chắc chắn là biết nghĩa đúng không? Ở đây anh Sơn không muốn dạy cho các em cái nghĩa là married to somebody là kết hôn với ai đó, mà anh Sơn muốn dạy các em là to be married to something. To be married to something tức là say mê, cuốn hút. Cuốn hút vào cái điều gì? Nào, cô ta rất là say mê, cuốn hút đối với việc học. Cô ta gọi là đắm chìm bản thân mình trong những cuốn sách và những cái bài nghiên cứu để có thể là rất là giỏi về mặt học thuật. Thì câu này là câu B đúng. Câu 13, cái từ cloud này bữa giờ anh Sơn dạy các em rất là nhiều lần cái từ cloud rồi. Cloud là mây các bạn, che mờ các bạn, động từ, danh từ là mây á, đám mây thì danh từ chính là che mờ đúng không? Thì cloud anh Sơn nói là cloud nè, anh Sơn nhớ những cái câu trước anh Sơn dạy các em là cloud one's memory. Không, che mờ ký ức nè, rồi che mờ mai tâm trí nè đúng không, che mờ tâm trí nè đó, hoặc là judgment, che mờ những cái phán xét nè đó, thấy chưa? Cloud rồi ngoài nghĩa là che mờ hay từ cloud này có nghĩa là gì các em? À có nghĩa là cloud này khi mà nó đi với cái biểu hiện trên gương mặt á thì cloud có nghĩa là nó chỉ ra rằng là mình đang cảm thấy buồn bã, sợ hãi hoặc là tức giận. Nếu bạn anh sẽ lấy ví dụ là anh sẽ lấy ví dụ chỗ này ha, là she nè, she her face nhỉ, her face clouded with anger đúng không ạ? Tức là gương mặt của cô ta bị che phủ với sự tức giận, tức là gì? À, tức là gương mặt của ta đỏ bừng lên, cáu gắt lên, rồi nhăn nhó lên, đúng không? Hoặc là che phủ với cái sự đau buồn, sadness, đúng chưa? Hiểu chưa? Hoặc là gì? Hoặc là gương mặt của cô ta bị che phủ với sự nghi ngờ, tức là cái sự nghi ngờ nó biểu hiện trên gương mặt của bà ta luôn, hiểu chưa? Cái sự tức giận nó biểu hiện trên gương mặt của bà ta luôn, hiểu không? Suspicion thôi, dùng từ suspicion thôi. Đó, ha, thì là her face crowded with something, để cái từ crowd nó còn dùng trong phân cảnh đó nữa. Rồi ngoài ra anh Sơn còn dạy các em từ crowd mà nó dùng với dạng gì, các bạn ghi tiếp nè. Crowd the issue đúng không, hoặc là crowd picture, nhớ chưa? Hay collection dạy chưa? Dạy rồi đúng không ạ? Thì những cái nghĩa này nè là ở những cái buổi học trước anh Sơn dạy rồi, thì Sơn nhắc lại cho các em nhớ, biết đâu người ta ra cái từ cloud này không phải ở cái nghĩa trong câu 13 này mà là những cái nghĩa ở trong những cái buổi học trước của mình, thì các em vẫn sẽ nhớ bài nha. Rồi trong cái câu số 10 13 này thì cái từ cloud nhớ bạn, cái từ cloud trong câu số 13 có nghĩa là make cloud something nữa bạn. Đi với tân ngữ là something các bạn, cloud something là make something less pleasant, làm cho cái điều đó trở nên ít thoải mái hơn. À các em nhìn nè, cái bầu không khí yên bình của cái khu vực này thì đã bị cloud bởi cái tiếng ồn, tức là nó bị che mờ, bị che phủ bởi tiếng ồn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tiếng ồn này nè nó đã làm cho cái khu vực này trở nên ít thoải mái đi, less pleasant đi, hiểu ý chưa? Đó. Hoặc là anh xin nói gì nhỉ? Cái doanh số năm ngoái, hoặc là cái kết quả kinh doanh năm ngoái thì cloud by financial problems đúng không? Tức là bị che phủ bởi cái gì? Bởi những cái vấn đề về mặt tài chính, tức là gì? Tức là những cái vấn đề về mặt tài chính đó, nó làm cho những cái kết quả kinh doanh nó trở nên không mấy tốt đẹp. Hiểu chưa? Hiểu ý không? Đó, tức là make something less pleasant, làm cho cái điều đó trở nên ít tốt đẹp đi, less pleasant đi. Đó, cái từ cloud nghĩa là như vậy. Hay trong văn cảnh là cái từ cloud chính là cái câu G, tức là những câu chính cộng nhớ bạn, câu vận dụng cao cho nên rất là khó nha mấy đứa. Các em phải nắm những cái nghĩa đó em mới làm được. Được không? Câu trả lời câu D nè. Câu 14, từ realize, realize là nhận ra nè.
đúng không? Rồi realize nghĩa là đạt được, bây giờ sao là realize, dream á bạn, đạt được giấc mơ hoặc đạt được cái hy vọng á, nhớ chưa? Nhớ rồi đúng không? Rồi ngoài những cái nghĩa đó ra thì hôm nay Sơn dạy các em một cái nghĩa khác, và cái nghĩa này nó chỉ đi với nỗi sợ nhé các em. Cứ thấy nỗi sợ là các em điền Sơn từ realize nha, cứ thấy nỗi sợ điền trên Sơn từ realize. Vậy realize này khi nói về nỗi sợ có nghĩa là cái nỗi sợ đó nó xảy ra, nó diễn ra nha các bạn, nó happen, nhớ nha. Realize khi nói về fear, nói về nỗi sợ thì có nghĩa là cái nỗi sợ đó nó diễn ra, nó xảy ra. Cái nỗi sợ nhất, tồi tệ nhất của cô ta đó thì đã diễn ra khi cô ta nhận cái cuộc điện thoại thông báo rằng cái đứa con của cô ta đã mất tích, đã bị lạc, đúng không ạ? Con là con C. Rồi ngoài cái nghĩa mà có nghĩa là thực hiện, ví dụ là realize a dream, không thực hiện một giấc mơ, rồi realize có nghĩa là nói về cái nỗi sợ nó diễn ra, đúng không ạ? Thì một cái nghĩa khác và nghĩa để dùng theo cụm nhé bạn là realize your assets. Realize your assets tức là thực hiện hóa cái tài sản của bạn. Thực hiện hóa cái tài sản là gì? Có nghĩa là em có một cái mảnh đất, một cái ngôi nhà, đúng không? Và em bán nó đi để em lấy tiền mặt về, hiểu chưa? Realize your assets, thực hiện hóa cái tài sản của bạn, tức là mình có một cái tài sản nhưng mà nó không phải là tiền mặt các em, và mình bán đi để mình thu về tiền mặt, thì đó có nghĩa là như vậy. Và các em nhìn nè, sau những cái sự cân nhắc kỹ lưỡng thì gia đình quyết định là bán cái tài sản của họ, tức là chuyển, convert các bạn, thế nên chọn đồng nghĩa là chọn từ convert, nó chuyển, chuyển đổi cái tài sản thành tiền mặt, đó chưa, để chi trả cho cái chi phí học phí của đứa con gái. Con này mình chọn câu ai đúng. Câu 16 bữa trong đề thi thử Sơn dạy rồi ha, cái từ betray, betray là phản bội, phản bội ai đó, betray somebody đúng không ạ? Thì ngoài nghĩa là phản bội thì betray something có nghĩa là show something, đúng chưa? Betray something là show something, hiểu không? Phơi bày ra, thể hiện ra. Vậy là bất chấp những cái sự gì, những cái sự rối loạn về mặt cảm xúc, nhưng cô ta vẫn rất là bình thản, và cái biểu hiện của cô ta thì không có cho thấy, không có thể hiện bất cứ những cái dấu hiệu nào về những cái nội tâm, những cái suy nghĩ bên trong, thì câu này chính là câu A đúng. Rồi câu hỏi số 17 các em nhìn nè, câu hỏi số 17 ở đây em chọn sơ từ orientate, từ administer cũng là một từ đa nghĩa nha, bữa trước Sơn dạy rồi nha bạn, đây là một từ đa nghĩa nè, nhưng trong các buổi học trước thì có dạy rồi nhưng không nói nữa ha. Orientate trong văn cảnh này là gì nhỉ? Orientate yourself. Em nhớ Sơn luôn, orientate oneself có nghĩa là make yourself familiar with a new situation, tức là làm bản thân mình quen thuộc với một cái tình huống mới, một cái bối cảnh mới, được chưa? Vậy là để gọi là để giỏi trong cái vị trí mới thì bạn cần khiến bản thân bạn quen thuộc với chính sách và những cái thủ tục của công ty, đúng không ạ? Bằng cách là mình phải review qua những cái handbook, những cái sổ viết tay, đúng không ạ? Và tham gia các cái buổi định hướng được cung cấp bởi HR. Câu mình chọn là câu A đúng. Rồi câu 28 có từ answer là trả lời nè, đúng không? Ngoài nghĩa là trả lời là answer, ví dụ là answer requirement, answer need, đúng không? Tức là phù hợp với những cái nhu cầu hoặc là phù hợp với những cái tiêu chuẩn, thì từ answer này có nghĩa là suitable for something, nhớ chưa? Đây là một cái từ đa nghĩa nè ha, nó gọi là suitable. Suitable for, đúng chưa? Bữa trước dạy rồi ha. Ở đây cái từ là navigate là định hướng. Thì ngoài cái nghĩa đen đó các bạn, thì cái nghĩa bóng của từ navigate đó chính là từ address, giải quyết các cái vấn đề. Cảm ơn con. Câu A, câu B ha các bạn. Address, giải quyết. Cái từ address này cũng đa nghĩa nữa bạn. Address
Address danh từ là địa chỉ đúng không? Danh từ là địa chỉ. Động từ thì bạn dùng là address. Address somebody là xưng hô với ai đó nha các bạn. Address somebody là xưng hô với ai đó. Address something có là giải quyết một vấn đề nào đó. Và để giải quyết những cái thách thức bị gây ra bởi biến đổi khí hậu thì những cái người hoạch định chính sách đó thì họ cần phải gì? Cần phải là integrate những cái nghiên cứu khoa học với những cái giải pháp về mặt chính sách thực tế, đúng không? Mà thúc đẩy cái sự bền vững. Đó. Cái từ integrate buổi trong những cái buổi học về từ vựng anh Sơn cũng dạy kem rồi ha. Integrate có nghĩa là gì? Hòa nhập, kết hợp lại, kết hợp những cái nghiên cứu về mặt khoa học đó, cùng với những cái giải pháp về mặt chính sách có tính thực tế để mà thúc đẩy cái sự bền vững. Đó, được chưa? Rồi, câu này chọn xin là câu B thôi. Câu số 19. 19 là câu này chọn xin là câu C nha. Cái từ groom. U dài nha bạn. Cái từ groom. Groom này có nghĩa là bạn groom somebody to do something à. Đúng không ạ? Hoặc là groom somebody for một cái vị trí nào đó. Đúng không ạ? Hoặc là add something vào một cái vị trí nào đó. Đúng chưa? Thì có nghĩa là train nha bạn, đào tạo ai đó. Train somebody for a position. Train somebody for a position hoặc là a new job. A job nha bạn. Train somebody for a position hoặc là a job. Được chưa? Đó. Vậy là với vai trò là một người thực tập sinh đó. Cái người thực tập sinh là các em thì đang được đào tạo, đúng không ạ, để gọi là giải quyết được những cái đề án đầy phức tạp trong tương lai, được huấn luyện đó bạn. Đó, thì coi là câu C đúng ha. Rồi câu 20. Câu 20 là thuộc về thành ngữ nha bạn, có từ wash with. Something, want hoặc là doesn't. Wash with somebody, something want hoặc là doesn't wash with somebody có nghĩa là nó được sử dụng để nói rằng những cái explanation, những cái lời giải thích hoặc là những cái cớ thì nó không có chính xác hoặc là nó không có được chấp thuận với ai đó. Được chưa? Nó hay nói về cái từ là explanation đó bạn. Tân ngữ là explanation, cái chủ ngữ thường là explanation hoặc là cái từ excuse nha bạn, những cái cớ, tức là những cái cớ hoặc là những cái lời giải thích đó, thì nó is not true hoặc là ai nó sẽ không chấp thuận, không có chấp nhận những cái lời giải thích, những cái cớ như vậy nha bạn. Đó, thì những cái lời giải thích không có tính thuyết phục cho cái việc là làm vỡ cái bình đó, thì đã không có wash with her parents, tức là bố mẹ của cô ta không có chấp thuận được nó, hiểu chưa? Đó thì con này mình chọn là câu B đúng. Vậy là hôm nay có 20 câu hả bạn, ít hơn những cái buổi hôm trước nhưng mà 20 câu là sao bạn, khá khó đúng không? Mà anh Sơn thấy nó khó lắm mấy đứa. Và để tìm ra được những cái từ mà nó có những cái nghĩa mà đặc biệt lạ lùng như vậy thì thật sự rất mất rất nhiều công sức, đúng không ạ? Và anh Sơn đã gọi là đã phơi đó kìa, đã soạn sẵn rồi, đúng không? Đã tìm sẵn rồi, tức là anh Sơn đã chuẩn bị bữa ăn rồi, bây giờ anh Sơn dâng lên tận miệng như các em rồi. Cái vấn đề là các em ăn thôi nhá, các em ăn đến đâu thì điểm mình đến đó, đúng không ạ? Biết đâu trúng tủ sao các em. Anh Sơn không có khẳng định là đang nghĩ nó sẽ trúng tủ, bởi vì cái dạng câu hỏi là một dạng câu hỏi chính cặp, mà anh Sơn chỉ có thể cố gắng hết sức là đưa ra thật nhiều những cái bài đầy đủ những cái từ để đi thi em phải trúng được mà thôi, đúng không ạ? Thì sau một chuỗi các cái buổi học về từ đa nghĩa thì Sơn hy vọng rằng đi thi mình sẽ trúng được một cái từ nào đó nha. Và trúng hay không á thì thi về là sẽ biết, đúng không ạ? Trúng là thấy anh Sơn khoe trên page ngay lập tức ha. Rồi, buổi học này kết thúc. Xin chào các em, hẹn gặp lại các em trong các buổi học khác. See you later.